Có lẽ những tình huống bay lên với biến ảnh của mình đã bị dính một vòng tròn lạnh giá và Playcool dồn sát thương ngược trở lại. Với cái sốc điện thì Lớp Long sẽ là người bị thất thế hơn. Cái quan trọng là Playcool đánh cái kèo này đúng với cái kèo tướng chúng ta từng lúc trước chúng ta thấy cái thời điểm của Lớp Lăng nó còn múa một cách kinh dị đấy. Thì Lee Sin Ra là sự lựa chọn cực kỳ thú vị. Và trước khi đến Playcool, đúng với cái tên của ta, anh ta đang đánh với một phong thái nó cực kỳ tuyệt vời. Ôi, một hit đánh thường nữa mà đó là chiến công đầu. Tuyệt vời cho Playcool. Đây là một cái combo cơ bản của Lee Sin Ra khi mà bạn đối đầu với Lớp Lăng. Tóc biến lên, giọng cù chỏ, Sa đang chạy lên hỗ trợ Boulder cũng đang di chuyển tới. Lượng máu của Tiki đang mất tương đối nhiều và tóc biến lên và ngay lập tức Boulder là người có được hạ gục Sa đang bị kẹt lại. Rắc thai giọng cù chỏ và người phút một đã bị dính một cú móc và ngay lập tức anh ta đã bị cố định lại trong một vị trí cực kỳ nguy hiểm. Sora đã phải nằm nhưng ngược lại Sa phía bên này thì cũng đang trong tư thế nguy hiểm. Logo tới quan thể xích combo người mọi người của Rắc thai Sa tóc biến lên cứ 10 KTA và dứt điểm từ một thành viên nữa. Double kill có. Logo đang chuyển sang địa chỉ đến Boulder và có lẽ như Playcool phải để đồng đội của mình hy sinh rồi bởi vì anh ta cũng đang kẹt ở một khoảng lính và anh ta đã kêu gọi đồng đội hỗ trợ. Boulder sẽ bị dính sợi xích và ta nằm xuống. Đây là chiến thắng dành cho MP, một pha đáp trả rất hay. Vấn đề là Sai có hai bùa nên là cấu rỉa này là không ăn thua với một con Kai'Sa cầm hai bùa và có một bình thuốc tái sử dụng ở trong người. Bộ đôi của bên phía MP hoàn toàn có thể bán máu để có thể giữ lính ở một khoảng cách đẹp. Bây giờ là Rakta đang ăn rồng nha. Rakta đang nguy hiểm, Sora đã bị tấn công và ta lập tức nằm xuống. Rakta bắt buộc bỏ con đồng. Tại chỉ có hai thành viên bên phía MP đang chạy xuống đây để tấn công tiếp. Cho nên Rakta cũng không có cách nào để có thể làm được gì cả. Vẫn đang là MP. Anh ta đang bị tốn khá nhiều thời gian còn trong cái nửa cánh trên. Một pha móc không thành công, tìm kiếm đã trúng. Boulder đang sẵn sàng để có thể tấn công với sự hỗ trợ đó là Rakta và Rakta đang tiếp tục tiếp cận. Đó là thủy lô tạch giữa tung hai người. Rakta nhảy và tấn công ngay lập tức. Bị phút một ao leo cái chiêu cuối hai dịch chuyển đến từ bên phía màu xanh. Bot mạnh quá, bot 5 người. Phút một hạ gục được một thành viên nhưng Playcool đang tới để tiếp cận. Sai sử dụng đánh đẩy, anh ta vẫn đang tiếp tục bị hạ và Playcool phía này đang bị tấn công. Yoshino lướt lên và ngay lập tức anh ta tìm được mạng gục trong đội của mình. TQ sẽ đi bùi theo và T Plus họ giành chiến thắng dựa trên pha giao tranh 5-3 cực kỳ kinh khủng ở khu vực dưới. Hai cái dịch chuyển của Team Flash đầu tư là rất chính xác vào thi đấu vừa rồi bởi vì họ đã shut down được điểm hạ gục của Sai. Tiếp theo đó họ tiêu hạ gục cả TQ và cả phúc một luôn khi mà Nogo anh ta không sử dụng cái dịch chuyển của mình. Và dù vậy cho đến thời điểm hiện tại Yoshino mới chỉ là lấy các lớp khiên trụ mà anh thôi. Anh ta bị bế về trụ rồi. Mới khen xong, Yoshino đừng nằm xuống anh ơi. Và anh ta vẫn đang cố gắng bỏ chạy ra rồi tới để có thể tiếp cận. Yoshino vẫn đang hồi phục quá kinh dị. W không lẽ là solo kill, solo kill. Solo kill dành cho Yoshino. Một pha cắm mắt vào nhưng mà chưa đủ. Bây giờ Rakta sẽ khởi động con sứ giả trên tầm nhìn của bên phía MBE. Không ngại ngùng. Một cú dịch chuyển từ Razor. Nhưng Razor trong dạng một Kasate không có chiêu cuối, không có khô máu tương đối khó. Cùng ánh sáng, nó lướt qua đúng cái hiệu ứng W và TQ bây giờ đã bị kẹt lại. Anh ta đang bị bắt lẻ, anh ta bị tấn công đến chính chiêu cuối của Rakta và ta đang tức nằm xuống. Có thủy lô tầm nhìn hất tung Sai lên. Sai đang bị tiếp cận chiêu cuối trên phút một đội hỗ trợ cho Sai, nhưng liệu Sai khỏe rồi hay không đây? Ngay lập tức chiêu cuối của Playcool được hỗ trợ dành cho bản thân của ta. Boulder dứt điểm đối phương. Boulder vẫn đang muốn bắn. Nogo đang tới sẵn sàng bắt đầu một người Boulder. Raizo vẫn đang đứng che. Phút một đang bị tiếp cận nhưng ngược lại Raizo mới là người bị nằm xuống. Phút một vẫn đang bắn, anh ta hạ gục được xạ thủ của đối phương. Tóc biến lên tiếp cận thêm một lần nữa. Rakta cái mạng gục đúng một cái đâm kiếm. Anh ta đâm được không? Anh ta đâm được không? Anh ta không đâm được. Anh ta không đâm được trong tình huống vừa rồi. Hãy cho anh ấy bên. Give him bên. Đây là cơ hội. Đây là cơ hội để cho anh ta bên. Nhưng mà xa quá rồi cho nên không có bên dành cho phút 1 trong tình huống đó. Đó là một pha quad ra kill dành cho phút 1 khi mà không ai để ý đến một con Kindred đã có 4 đồng nguyên ấn và có một cái móc diệt ở trên người trước pha thi đấu vừa rồi. Và sau ra pha này, đây thực ra có thể coi là một pha quét sạch, nó hơi bị delay một chút khi mà 4 thành viên còn lại của Team Flash đã hồi sinh lại rồi. Nhưng tổng cộng pha hạ gục đấy thì chúng ta có đến 5 người Team Flash phải lên bảng. Yoshino bật chế độ kể Raizo và anh ta phá hủy được công trình, anh ta chuyển sang địa chỉ Raizo. Raizo đang là thần khí Tofu thứ ba. Rakta đang chạy tới để hỗ trợ Yoshino để kỹ năng khá hay. TQ đang tới tiếp cận của bên đường đang sử dụng kết hợp với lại cú khô máu. Boulder đang di chuyển tới, cái boss mạnh nhất vẫn đây là cái boss 4 người. Nhưng kỳ này Yoshino mới là người phải nằm xuống, chiêu cuối đến từ Boulder đã không có địa chỉ. Và bên phía của MP họ thành công trong câu chuyện là bắt lẻ. Họ đang muốn chuyển sang khu vực hang rồng, họ muốn có nó, họ sẽ sở hữu được đó nếu như không có sự cản trở đến từ Flash. Nhưng Rakta sẽ không để cho câu chuyện nó diễn ra và Nogo đang bắt đầu di chuyển vào bên trong. Nhưng mà tốc độ ăn rồng của hai xạ thủ kết hợp với con Kai'Sa và Kindred đội hình là cực nhanh nha. Các bạn có thể nhìn thấy là rồng mất máu không phanh luôn. Đúng là có cái gì đó còn có thể kinh khủng hơn một pháp sư nữa. Đây là một pháp sư cầm súng thật sự. Một Lớp Lăng đang có một quả súng lục rất kinh dị ở đằng sau thì đã sẵn sàng cho... Ui, pha móc này, combo ngược. Thêm cả chiêu cuối Sai đã vấp cỏ và anh ta đã phải bỏ chạy. Nhưng anh ta không thể nào về được. Blackwood đang tới tiếp cận và ngay lập tức thôi.
tất cả những gì có thể là giữ chân TQ lại. Và TQ vẫn đang bị kẹt lại phía này. Sora đang tới. Nogo sử dụng sợi xích để có thể giảng hòa, nhưng quá khó. TQ Thiên Đình kiếm vào một thành viên, nhưng ta vẫn đang bị kẹt lại bởi ba vòng vây yêu thương của đối phương. Mà hạ gục, một là cho Boulder, hai là cho Rakta. Sẽ là ai được hạ gục? Boulder và Rakta là người có được hạ gục trong tình huống đó. Bên phía MB họ test Damaron, họ cảm giác là không nhanh được, chính xác, cho nên họ bắt buộc phải lùi để chờ cơ hội ở trong giai đoạn sau của bán thi đấu. Thực ra là họ đang thi đấu nó hơi bị rời rạc một chút. Ui, công cụ ngược tóc biến ốc là oh my god, hay thế chứ. Và người đang phải bỏ chạy vẫn là Nogo, nhưng Nogo vẫn đang muốn vô cùng ảo. Sora tới đấy, nhưng mà cũng này Sora ăn thì coi như là thành công dành cho Nogo. Quá hay. Phía bên này thì sao đây? Raizo tới tiếp cận, sử dụng chiêu cuối đẩy đối với bên kia. Ken thất bản năng sẽ tụ được bật Playcool, sử dụng cái đồng hồ của mình. Và anh ta đang bị kẹt lại bốn thành viên của đối phương. MPE là đội thắng trong tình huống giao tranh vừa rồi. MB đã bắt được hai người của bên phía Team Flash khi mà họ đã bị Nogo outplay với một tình huống ảo thuật của mình khi mà anh ta dứt điểm được Boulder. Boulder anh ta có cho mình là thanh tẩy, anh ta có cho mình tốc biến, nhưng mà không có cái gì có thể sử dụng trong pha thi đấu vừa rồi. Chúng ta có thể nói gọn là một pha xử lý và nói đỉnh nóc kịch trần và bay phấp phới từ Nogo chứ còn gì nữa. Anh ta khiến cho bên phía của Team Flash không thể nào có thể lường trước được pha xử lý, phải nói là 100/100 điểm. Tiki của bên này đang tới tiếp cận, anh ta sẵn sàng với kỹ năng tiếp theo của bản thân mình. Baron đang được ăn và đội đỏ là đội ăn được, đồng nghĩa việc MP họ có được lợi thế ở trong giai đoạn này hơn. Sát thương phép thuật nó khiến cho tầm này đội hình này của MP, kể cả là Raizo đi chăng nữa, anh ta cũng chưa có những món trang bị mà thương hướng kháng phép nó quá kinh dị đi, thì anh ta mới có thể chịu được cái khối lượng có ít. Từ từ tay lại một lần bị hất tung lên, nhảy vào tiếp cận nhưng không có thêm đam, và ngược lại Sora mọi người phải trả giá. Anh ta lại một lần nữa là nạn nhân trong pha tổng tấn công phía bên này. Yoshino đang bay tới tấn công, nhưng anh ta có thể bị tiếp cận khô bố được bật ra rồi lấy được chiêu cuối của Rakta. Bây giờ người kẹt lại là Yoshino, Yoshino đã bị hạ gục. Blackwood đang tới, chùm chiêu cuối của anh ta cũng đang chờ đợi sẵn. Nhưng cái cơ hội tấn công này bị giảm đi một nửa khi không còn sự xuất hiện nữa từ Yoshino rồi. Style chim mồi nhờ. Không lẽ Style lại coi những người đồng đội của mình, ai muốn đánh thì cứ bước lên trước, ai sợ thì đi về. Thế là phong cách bật lên, cái là phong cách bay vào cuối cùng câu chiêu, và ngay lập tức anh ta đã giúp cho bên phía của MV có được một tình huống giao tranh. Lại một lần nữa cái này người khác là Phúc một đang bị tấn công để tiếp cận, nhưng tiếp chiêu cuối đã được bật lên. Một pha móc đến từ hỗ trợ trước đó không mang lại nhiều lợi thế. Playcool đang sử dụng đồ của mình, TQ đang tới sẵn sàng cho pha dục cuộc chọn móc ngược về Rakta tốc biến để có thể tiếp cận TQ, nhưng TQ tốc biến nó bỏ chạy và Tiger đã tức thành công với tình huống đó. Khô máu được bật vào người Boulder đã bị hạ gục. Lại là ngày phong cách một quý ngày thật sự lịch lãm trong quán thi đấu này của MV. Và MP họ có được Comoroi một cách nhẹ nhàng mà chả mất đi bất cứ cái gì cả. Thậm chí bây giờ họ đẩy xuống cánh dưới để ăn tiếp con rồng, để hoàn thành linh hồn rồng lửa cho mình cũng được, để xem bên phía Team Flash có dồn đủ sát thương không. Họ thiếu sát thương nha, đội hình này ăn rồng cũng tương đối là chậm. Và đối phương đã đến kịp rồi, Nogo đã tới kịp. Và một tình huống còn đường bằng giá nữa, Playcool phía bên này Dazo vẫn đang cố định được Yoshino trong một chỗ. Playcool đã bị kẹt lại, một pha lava và kill để có thể cố định. Phút 1 nhảy lên tấn công, Boulder đã bị dứt điểm. Playcool tới nhưng đó là một hai bao mọi người, rất nhiều máu là phút 1. TQ đã bị dứt điểm bởi Blackwood, nhưng Blackwood cũng sẽ bị dứt điểm bởi Sai. Ngay lập tức các thành viên còn lại của Team Flash vẫn đang lừa góc tấn công, nhưng không còn con rồng để giao tranh tiếp. Sora đang đứng từ đằng sau và anh ta đang cầu nguyện để có thể bấm BB được, và anh ta thành công với câu chuyện đó. Thành viên bên phía MB là cực kỳ ấn tượng, cấu diễn vào tấn công, bạn đã sát thủ Sora một hit bắn được thôi. Phút 1 bị cái trụ bắn cho nên ta phải lùi. Để ngay lập tức bên phía của MB họ sẵn sàng để có được công trình ở khu vực đường dưới. Nhà lính đang bị tấn công, Nogo đang tới và sẵn sàng. Ý, Nogo bị trụ bắn và ta lùi về được thành công. Phía bên này Rakta và Yoshino có thể sẽ bị một tình huống 4-2 nếu như bọn họ đứng quá gần với tầm bắn đến phút 1. Chiêu cuối được sử dụng, phút 1 bị kẹt, Raizo sử dụng mở đường và anh ta lùi về thành công pha móc. Chúng vào người Raizo đang phải lùi phút 1 với đây bắn hai dinh sát thương của anh ta nhảy lên quẩy tung hoành. Anh ta bắn quá cháy, anh ta bắn cháy máy ông địa. Tài tới tiếp cận sử dụng cơn Media và ngay lập tức Raizo là người có được mạng gục đó. Phút 1 đang sử dụng chiêu cuối sau khi anh ta mang lại double kill trong đội của mình, thì anh ta mang lại một bàn hỗ trợ cho đồng đội bản thân. Và Style đang liên tục lập công, Blackwood đánh nhau với TQ, thì Blackwood sẽ giữ chân TQ lại. Nhưng cái nhà chính thì ai mà giữ, không một thành viên nào của Team Flash có thể giữ được nó. MP khai thác được hai công trình, Blackwood nhấn like và share kênh của Liên Minh Huyền Thoại. Còn ngược lại Blackwood không thể nào làm được gì cả. Nhà chính nổ, MP dẫn trước 1-0. Một ván thi đấu mà nhìn về chất đội hình, chúng ta có thể thấy được rằng MB muốn kéo ván đấu về giai đoạn cuối trận. Nhưng mà ngay giai đoạn đầu, Style đã có được cho mình đến 3 điểm ả gục, thì cái diễn tiến ở đường dưới nó vượt tầm kiểm soát của Team Flash, và đội hình cần dồn sát thương vào một mục tiêu của Team Flash đã không có đủ lượng sát thương để có thể dồn vào một thành viên nào đó của MB ở giai đoạn giữa ván đấu. Khi mà bắt đầu có được cấp độ, bắt đầu có được máu rồi, ngay cả lớp long cũng không bị dồn sát thương nữa, thì MB hoàn toàn có thể câu kéo trận đấu đến giai đoạn mà họ mạnh hơn.
quyết định của Rakta là quay trở về với khu vực rừng của mình, và anh ta kêu thêm Blackwood vào để cho nó đủ tụ. Và đây là ý định đánh từ bên phía của Team Blast, họ muốn đoạt lại được cái bùa đỏ của đây. Và Blackwood sẽ tốc biến chiếc theo thêm kỹ năng quy chiến góc đầu dành cho Rakta. Ủa, cái quả mầm cây đúng không nhờ? Nó không phải cái trời non, nó cái trời ôi đến từ Rakta. Thật sự tôi thấy bất ngờ với tình huống xử lý đó. Bây giờ phút 1 cây lắm chứ không phải là không. Nhưng rất đáng tiếc cái cây chính thống ra là Rakta, và anh ta đã kêu gọi vài sự hỗ trợ. Phút 1 vẫn đang bị kẹt, anh ta đang muốn tiếp cận tay, đang tới hỗ trợ. Phút 1 đã phải nằm móc trúng vào hỗ trợ bên phía của Team Blast. Và người đang di chuyển thêm đó là ai nhỉ? Logo W trúng với người Sora, nhưng thiếu thêm đam để có thể duy trì, cho nên tạm thời bên phía của MV họ phải lùi về mà chả có bất cứ mày hạ gục nào cả. Rakta đang tới để phá, và anh ta phải đang tiếp tục hy sinh 7 người đá để có thể tạo ra một khối lượng thời gian và không gian tốt giúp cho khu vực đường dưới để lính ở bên trong. Và có được công trình, Rakta có cả con cóc luôn, cứ tự nhiên giữa nhà. Sora đang bị giữ chân lại, tầm tấn công vô cùng lâu mà hạ gục cho Sai. Một sai lầm được mở ra và Sora lại một lần nữa là người bắt. Một cái pha đứng không thực sự tốt đến từ Sora khi mà anh ta đứng tách ra khỏi đàn lính và ngay lập tức dính một cái cú phóng mỏ neo của TQ. Và Style cũng có một góc rất trống trải để bắn tia truy kích, dồn được nội tại của Kai'Sa sớm sát thương dồn vào, nó giúp cho bên phía MB gỡ lại một điểm hạ gục. Con nào kêu thế nhở? Tức là con Kai'Sa đúng không? Tóc biến ma thuật đã được cố định và giữ chân lại, gõ bắn vào người của đối phương. Style đang thực hiện khá tốt, ngay lập tức Rakta đã có một tình huống thú rất hay và ta đấm ngược về móc được vào tụ của TQ và ta thành công. Ngay lập tức chiêu cuối được bật hạ gục, xin là bạn là hất tung được khá nhiều người hồi mẫu để gia tăng thêm tốc độ di chuyển. TQ móc được vào tường, tóc biến lên hit cuối cùng. Boulder liệu là tầm đủ hay không? Đây Rakta bắt buộc phải là người có mạng. Ra pha thi đấu vừa rồi, bên phía Team Flash đã đầu tư rất nhiều thứ, hai cái tốc biến của Maokai và tốc biến của một Caitlyn nữa. Đây sẽ là một tín hiệu cực kỳ vui cho bên phía MB. Bây giờ Rakta đã có quyền lực thiên nhiên rồi, hoàn toàn có thể làm thêm một lần nữa. Tuy nhiên, tôi bày tỏ là lượng sát thương của họ ở thời điểm hiện tại có vẻ sẽ hơi thiếu hụt. Sora chưa hoàn thành cái mình vô cực, anh ta dồn hết tiền để có thể có vô cực, và vì vậy ấy, cái khả năng đẩy tóc biến ma thuật, tóc biến ma thuật cộng thấy Rakta, tiên kiêu có một người Rakta đứng đó. Và Thủy Lo tầm nhìn khắc tung lên combo khá trộn vị. Sai sử dụng luôn bản năng sử dụng tàn tấn công liên tục vào người của Rakta, và Rakta có thể bỏ chạy ngược lại. Phút một quá là tiếp cận đối phương và đã phải bị hạ gục. Chiêu anh ta đâu đủ đam đâu mà anh ta cố gắng. Và Sora đang tới, sẵn sàng cho mà hạ gục tiếp theo nếu như cần thiết. MP lại một lần nữa thất thủ trước Team Blast. Người đi rừng bên phía của MP là phút một chưa thể nào có thể cố định được vị tướng này và biến vị tướng này trở thành một nguồn sức mạnh lớn từ cách với MP. Bởi vì nếu như phút một mà anh ta không có cách nào để quẩy tốt thì khả năng bắt linh hồn nó cũng bị hạn chế đi. Lúc đó anh ta phải phụ thuộc vào hai chuyện, một là Rizal phải xử lý cực kỳ tuyệt vời, hai là Nogo phải có một pha quan sát quanh kêu tóc biến lên móc được vào một thành viên đó là Rakta. Rakta đang bị cố định lại, ngay lập tức anh ta W, nhưng ngay lập tức anh ta đã phải nằm và đã có tình huống bốc hồn. Rizal đang tới nhưng ngay lập tức anh ta phải lùi ra bởi vì anh ta đang chưa có dạng nộ. Yoshino đã nhắm được người TQ. TQ bị tiếp cận liên tục, một pha nhảy vào trong một phút một R đó có thể chạy ra. Blackwood đang tới và sẵn sàng một cú thanh trừng tóc biến lên Boulder dứt điểm được đối phương. Style vẫn đang một bộ với Blackwood phía bên này. Yoshino bế được TQ và TQ sẽ phải hy sinh mà thôi. Yoshino đã hạ gục được TQ. 6-2 giờ Team Blast. Một pha thi đấu mà bên phía của MB đã có một nhịp tấn công khá hay vào Rakta, nhưng để rồi sau đó khi mà Yoshino dịch chuyển đến thì bên phía của MB đã không còn dàn chắn nữa, bởi vì Rizal pha đấy là ở dạng mệt mỏi, anh ta không tích được nộ với con Na này thì khả năng chống chịu là không có. Và khi mà Yoshino càn lên đằng trước thì hai xạ thủ ở đằng sau là Faycool và Boulder có một khoảng không gian mênh mông để có thể xả sát thương. Ngay lập tức các thành viên của bên phía MB họ đang muốn set up một pha ăn con xin hệ đức này hơi liều. Họ sẽ làm gì đây? Blackwood đang không có tóc biến, họ đang muốn vận dụng nó để khai thác. TQ móc được vào tường, Blackwood sử dụng thanh trừng và không ai che cho TQ cả. TQ hứng trọn, bây giờ quay trở lại thanh tại sẽ loạn là sử dụng thiên lô tầm nhìn thì nó quá trễ. Nogo đang tới, Rizal đang tới, một pha đẩy đường rất hay và Blackwood vẫn bị kẹt lại, nhưng pha W rồi nó hơi bóp. Blackwood vẫn đang tiếp cận và ta đang tức nằm xuống tay bị bế và Yoshino dứt điểm được tay. Phút 1 sẵn sàng bắt bớ Boulder, nhưng Boulder còn tóc biến và Boulder đang thật sự hạ sát toàn bộ đội hình của đối phương. Yoshino cũng là một sát thủ không ngờ tới, sứ giả đang được ăn và Team Blast thắng trong bao đàn vừa rồi. Nogo đang cố gắng câu kéo, Rakta bị bắt lẻ và Rakta đang phải bỏ chạy. Chiêu cuối của Rakta đã không cứu được anh ta đang phải tóc biến để có thể thoát thân. Và TQ đang tới với cái thủy lô tầm nhiệt. Nếu như Rakta bị hạ gục thì tỷ lệ mà mày hạ gục rơi vào tay người cần thiết, ví dụ như là sai, ví dụ Nogo sẽ là điều chúng ta. Ôi trời ơi, anh đừng tiên bố, anh đừng tiên bố rồi. Từ từ đã. Tại sao thế nhờ? Đó là một cái gọi là gì à, mỏ neo ngàn cân hạ một chày, thế là mỏ neo thủy quái à. Nó ác thế ngờ, tại sao hai xạ thủ một pháp sư đam lên đồ đỡ cỡ đó. Team Blast đang sẵn sàng bay vào tấn công, họ đang muốn sử dụng con rồng để lấy người, họ đang muốn sử dụng rồng để lấy mạng. Rakta sử dụng quyền lực thiên nhiên, Rizal sẽ đứng che cùng lại TQ. TQ đang đứng một góc tương đối an toàn và rồng
sẽ là tình huống 50-50 đến từ hai bên. Nogu đứng bên trong bụi, Raizo vẫn đang sẵn sàng với con nào không lùng một bóng không vào không chung đến từ TQ và một pha lao là tấn công đội đỏ có được con rồng. MB họ đang cố gắng bỏ chạy sai, đang lướt bên trong tấn công của Blackwood, nhưng Blackwood quá khỏe tay dứt điểm được xạ thủ của đối phương. Yoshino hấp được Raizo về và Raizo sẽ bị hạ gục mà thôi. Yoshino tìm những người còn lại nhưng không cần nữa, sẽ có Baron sau tình huống này. Lại là Kasate, lại là một tình huống hất hai người về và trong đó có Sai. Hình như đó là một pha mở đường của Yoshino trúng vào Sai luôn, nên bắt buộc sau đó Sai phải sử dụng bản năng sát thủ của mình để tạo thêm một lớp khiên để có thể gây ra thêm một lượng sát thương nữa. Ăn được rồng nhưng mà họ đã mất đến ba người rồi, thì đây sẽ là Baron dành cho các thành viên ở bên phía TeamFast. Trừ phi là phút 1 có được một điều gì đó, anh ta có chiêu cuối để xuống hang Baron, nhưng đối phương thì đi tìm anh ta rồi, chạy thôi. Khó dành cho phút 1 rồi, phút 1 sẽ có còn chiêu cuối rồi mà thôi. Anh ta liệu có muốn quyên sinh hay không đây? Tầm đã tới để có thể tiếp cận. Phút 1 đang di chuyển, ngay trang phút 1 vẫn đang đứng đợi mà thôi. Vẫn đang tới để có thể tiếp cận nhưng không còn cơ hội nữa. Và quyết định đến TMB là họ bỏ con Baron này. Và lớp long ở giai đoạn này, ức nhờ Raktha lại một lần nữa nói lời yêu thương với cả Raizo. Raktha quay trở lại và Raizo vẫn đang đủ khỏe, cho nên Raizo sẵn sàng với con nào khổng lồ. Anh ta nhảy phía bên kia và anh ta đã kịp trở thành nào khổng lồ. Nogo dịch chuyển để hỗ trợ Blackwood sẵn sàng lướt lên tấn công phía bên này, thì một cú mơ được dành sẵn. Raizo lướt lên nhưng ngay lập tức anh ta đã phải trả giá với tình huống đẩy hụt của mình. Raktha là người dứt điểm được. Blackwood thì đang muốn tìm thêm người nữa, chỉ có điều là không còn cơ hội mà thôi. Team Flash họ đang đứng trước cơ hội endgame khi mà bên phía MB đã không còn sự hiện diện đến từ Raizo nữa. Nogo cần phải có pha ảo thuật đẹp thì lúc đó chúng ta mới thấy được là MB kéo dài được thời gian, còn không, cái cửa đến từ Team Flash thắng trong ván thi đấu này là quá cao rồi. Chính xác như vậy, 27 giây để cho Raizo có thể xuất hiện, nhưng Nogo đang muốn câu đi cái đợt lính này và đã khiến cho cái khả năng endgame của Team Flash bị ảnh hưởng. Và như vậy thì thực ra họ không cần gì phải vội cả, họ hoàn toàn có thể biến về và chuẩn bị cho con rồng sắp tới đây. Mà bây giờ đội hình ở bên phía TeamFast là rất dễ chơi, họ có tầm đánh dài đến từ Boulder để có thể phá trụ. Họ có Raktha sẵn sàng mở quyền lực thiên nhiên, họ có Sora để có thể bật chiêu cuối giúp những người đồng đội của mình đi về. Vậy thì chẳng có lý do gì mà họ ngừng cái đợt đẩy này lại cả, bởi vì họ cũng có 5 sâu phá nhà là rất nhanh. Bây giờ hoàn toàn có thể vào và đánh từ từ thôi. Học giật về ăn rồng là một điều khá là hợp lý, ở đằng sau không có mắt đến bên phía của MB để có thể dịch chuyển. Tôi nghĩ họ nên giật về ăn rồng nhiều hơn, thủy lô tầm nhiệt, hất tung Blackwood lên quyền lực thiên nhiên được bật. Và trong cái đó người đang mất rất nhiều máu, đó là Yoshino. Phút 1 nhảy vào nhưng không có địa chỉ và phải lướt ra Blackwood tới, và ngay lập tức Blackwood đang hạ gục được phút 1. Một pha rất nhẹ nhàng và Viego cho thấy rằng nếu mà không xanh ấy, thì Viego rất khó để có thể giao tranh với những tình huống như vừa rồi. Chống chịu thì không có, cái khả năng tấn công cũng bị hạn chế ấy, bởi vì là tướng đánh gần và có nhiều sát thương của đối phương thì còn khống chế đã xong. TQ bị kẹt lại, Raizo nhảy vào hất được hai người về, trong đó có Boulder. Boulder đang bị tiếp cận, Boulder đã phải nằm, Raizo cũng sẽ phải hy sinh. Đây là 2-4 thì hơi khó để chạy. Họ đã mất một xạ thủ nhưng họ vẫn còn một xạ thủ là Blackwood. Yoshino lao và tấn công. Style đang sử dụng cơ 10k nhưng đang bị kẹt lại. Raktha đẩy ngược về rất hay và Nogo đứng trên đầu đội của mình nằm xuống. Double kill cho Blackwood. 17 đam giờ Team Flash và họ end game ở trong khoảng thời gian này. Vâng, một chiến thắng rất kịp thời dành cho Team Flash để có thể gỡ hòa được cái cặp đấu BO3 này với tỷ số là 1-1. Và chúng ta sẽ có showdown 1-1. Một ván thi đấu mà họ triển khai đội hình đánh từ trước ra sau cực kỳ tuyệt vời, với chất tướng Maokai và Kasate đứng đằng trước, và Blaykun với Lucian, và Boulder với một con Caitlyn xanh sớm đứng ở đằng sau. Sora đứng ngay bên cạnh hai xạ thủ của mình để có thể hỗ trợ với những tình huống giải hiệu ứng cũng như là tăng tầm đánh hai xạ thủ. Một đội hình đánh hoàn hảo đến từ Team Flash, và gần như là MB không có một cái khe hở nào để có thể dồn vào một mục tiêu để giúp cho Viego có thể reset lại được. Và xin chúc mừng các thành viên của Team Flash. Chỉ cần dập E vào lính kết hợp với việc trúng Raizo thôi là Yoshino đã tự động có lợi rồi. Bây giờ đẩy nhanh đợt lính này vào. Quăng cầu tuyết, đây là quăng cầu tuyết để ngăn cản biến về. Tôi không có nhu cầu bay vào, tôi chỉ muốn cản bạn biến về mà thôi. Vòng quanh sô-cô-la để đánh trụ, chứ không muốn tấn công mọi người. Wow, không cần sống âm đúng không? Tôi đã có sông đá rồi. Liên tục là những tình huống sử dụng cầu tuyết đó của Yoshino. Nhưng mà Yoshino bây giờ đang gặp nhiều vấn đề, và anh ta đang chờ đợi cho một vài sự hồi phục trở lại. Đã có lớp khiên cho Yoshino, vẫn đang là ít, nhưng mà Yoshino pha này bị hất ngược lên, cơ hội cho Raizo. Anh ta đang lượm được quả búa của mình lên, nhưng Yoshino tỷ lệ nằm xuống của ta là vô cùng cao. Một pha sút, Yoshino không có sống âm, cho nên Yoshino đang cố gắng hộ thể. Huyết trường nó vẫn đang hồi lại. Raizo đẩy được bên trong trụ và trụ nó bắn một phát mà hạ gục dành cho Raizo. Vào một khoảnh khắc khi mà Raizo không kích hoạt được cái
giáp gai của mình thì ngay lập tức đối phương đã có một sự hồi phục rất kinh khủng, đó là Yoshino. Một pha hồi phục là rất nhiều khi mà anh ta kích hoạt lần hai của hộ thể và sau đó là với một cái dìu mãng xà, bây giờ về nhà ăn cho mình cục máu. Phút thứ mấy hả ta? Tôi nghĩ là mới chỉ chắc là phút thứ 5 gì đấy mà thôi. Tôi nghĩ là nếu mà đến gần phút thứ 7 rồi thì cả hai người sẽ có động thái biến về và mua đồ thêm lần nữa. Nhưng mà vấn đề là Rigel mà biến về pha này thì lính đẩy tiếp tục vào trụ thì nó sẽ hơi bất lợi. Tuy nhiên, cái lượng sát thương trả ngược lại của Rigel cũng là khá nhiều. Nhất quyết là không tăng sóng âm luôn. Bạn không rồi, thể... Rồi. Tôi nghe giọng của nữ tổng đài rồi đấy. Coi như là Bo đã sẵn sàng vào và Rigel là người chủ động bấm về. Còn ngược lại Yoshino, cái quay này đủ thì cho anh ta đẩy trụ không đây? Liệu cái quay lính này đủ cho anh ta có được công trình hay không đây? Wow. Anh ta đã gõ được một hit. Coi như là một lớp khi đời mất đi. Wow. Một lớp khi nữa thôi và Yoshino sẽ thành công. Một pha canh đo đồng điểm rất hay của Yoshino. Anh ta thắng trong ván đấu solo showdown. Đó là một con Lee Sin chỉ muốn chơi với lính và phá trụ mà thôi. Một chất tướng Lee Sin kiểu solo mà chúng ta lâu lắm rồi mới thấy ở từ những cái giai đoạn đầu tiên khi mà chúng ta có được những chất gọi là những trận solo thì Lee Sin lên cái kiểu này luôn luôn là có lợi hơn. Bây giờ Phúc Một hoàn toàn có thể di chuyển thẳng ra bùa xanh. Và cái thế này là thế mà Style cũng là TQ có thể vào trước. Rakta mới cấp độ 2 thôi nha. Anh ta không có phi thân quỷ dị. Anh ta chỉ có sóng cổ học và những cái chồi cây mà thôi. Phúc Một đã đến với và một hàng thông nổ. Để coi là Phúc Một không có trừng phạt. Ngược lại Rakta có. Nhưng mà Rakta bây giờ đang bị đánh và anh ta đang cần phải lùi. Ngay lập tức Nogo cũng đang tới tiếp cận tóc biến. Phúc Một đang có ý định là tóc biến tiếp theo rồi. Anh ta sẽ muốn tóc biến tiếp theo và chàng này tóc biến tiếp theo. W thành công, chiếc có đầu dành cho Nogo. Và Nogo có thể bị đáp trả ngược lại. Playcool cũng đang cách mạng gục đúng một tình huống nữa thôi. Và ngay lập tức Playcool cũng đã tìm được bản thân mình một cái gì đó. Nhưng Playcool, anh ta không bị nguy hiểm. Ngược lại anh ta lại có một cú double kill rất chất lượng. Bây giờ tới lượt TQ. TQ phải tóc biến bỏ chạy. 2-1 cho Team Plus. Và bên phía EV thành công việc lấy phép hỗ trợ của hỗ trợ đối phương. Đây chính là mục đích của bên phía MB khi mà lựa chọn Mix Fortune, tốc độ đẩy là rất nhanh và có đủ thời điểm để cả hỗ trợ và xạ thủ của MB di chuyển ra ý, giúp đỡ. Rắc Tha đi vô bụi mà không mà anh ta không thấy Phúc Một, bây giờ đã thấy đấm văng ngược về. Playcool lướt lên tấn công Phúc Một đang bị kẹt. Phúc Một thì lại nằm xuống vô cùng cao. Liệu là mạng đổi mạng hay chăng đây? Đã có mạng đổi mạng, mạng gục cho Playcool và mạng gục dành Phúc Một. Nhưng TQ tới, Playcool đi bộ né quá nhẹ và anh ta lướt chạy quá chiêu dành cho Playcool. Đây cũng là một pha khá hay khi mà Phúc Một đã giữ lại cái chiêu E của mình. Đánh ra khu vực dưới và hai mạng cũng có thể sẽ có. Liệu có đổi hay không đây? Rakta đã phải đổi. Và TQ là người đã phải hy sinh. Star đang đứng ôm đam của hai thành viên. Trụ vẫn chưa bóng một người boulder. Nhưng những tác động từ Star đang rất tốt. Trụ bắn hai phát vào người Sora và Sora nằm. Mạng đổi mạng. Và MB họ vẫn thành công trong việc là đổi so với lại phía bên kia chi tuyến. Và với việc từ nãy giờ vẫn chưa có bất cứ một dấu hiệu gì gọi là quá khách biệt với cả hai đội, cho nên chúng ta thấy là thế trận đang tương đối cân bằng, bắt buộc phải có một fire run nào đấy. Cái bô la băng và cái quyền lực thiên nhiên là những thứ mà tôi đang muốn nhắc tới. Phúc Một đang muốn thử bô la băng trước, phải trúng cao, lướt vào, đã outplay được cú lướt đến từ Playcool. Playcool thì lại làm xuống quá cao, nội tại được kích hoạt và mạng chấm dứt cho Nogo. Họ muốn nhắm đến việc là kiểm soát khu vực sông trên này để có thể có thêm được cho mình là ba con sông nữa để tạo thành thế đầy lẻ ở đây. Chiêu cuối đã được sử dụng, cái đó ô thương có thể mang lại một cái kết cục vô cùng trễ cho Yoshino. Vẫn đang tiếp tục đeo bám, phù không bị bê về và ngược lại Yoshino mới là người phải trả giá mạng. Ôi, ôi trâu thế, ăn cái gì mà trâu vậy anh trai? Và bắt buộc phải là Phúc Một, người đang bị kẹt lại không khác chính là một thành viên mình phía của Team Black là Rakta. Rakta sử dụng quyền lực thiên nhiên sau đó bỏ chạy. MP họ không hài lòng tí xíu nào cả, đồng ý họ hạ gục được Kassante. Nhưng nếu như rơi vào tay của Style thì lúc đó họ mới vui. Và bây giờ thì Style cần phải gọi là kiên nhẫn đến khi nào người ta có được huyết kiếm rồi thì người ta sẽ có khả năng hồi phục tốt hơn và khả năng đẩy lính và trụ đường ở cánh giữa nó sẽ nổi bật hơn một chút. Đánh đường trên, Rakan đang nhảy. Rakan hình như đang quẩy khá là nhiệt và Boulder là người được chọn. Phúc Một vẫn đang tới sẵn sàng tiếp cận. Đu dây móc nhắm thẳng vào người của Sora. Sora đang phải bỏ chạy và quay trở lại đây chính là Yoshino. Yoshino bế được hay không? Yoshino hơi khó được việc bế, anh ta đã bế được và anh ta nhắm được TQ, ta hạ cũng được TQ. Team Plus họ thành công, vừa an toàn vừa có sâu không mà có được mạng gục. Một pha thi đấu mà các bạn có thể nhìn thấy được là Rigel cộng với cả TQ rất khó tấn công thêm, bởi các bạn có thể nhìn thấy là Boulder đặt ra hai cái bẫy và chỉ cần dẫm vào thôi thì Boulder băng quăng ra. Rakta bị kẹt lại và lại là Phúc Một. Rừng và đường trên đang không đủ cứng
thì sẽ rất khó để cho Boulder có thể tỏa sáng được. Vấn đề ở đây chính là con Sejoni của Phúc Một có quá nhiều tác động so với một con Viego. Bây giờ anh ta hoàn toàn có thể là người đứng ra đu dây vào lấy tóc biến nhẹ nhàng luôn, vẫn đang bị đeo bám và có vẻ như người phải nằm xuống là Raizo. TQ anh ta lướt vào cái bẫy, anh ta bị trap ở trong tình huống vừa rồi, rất đau đớn là đằng khác. Như vậy là Boulder cũng có thể tính là trap boy. Đúng rồi. Bây giờ bên phía của MB đánh rồng hơi khó nên họ muốn đánh người thôi. Tôi nghĩ đây là một pha họ phải đánh người chứ không thể là đánh rồng. Nhưng được. Có điều là Rizal đang đứng từ đằng sau và sẵn sàng cho pha đốc. Đá vào một là Blaykun hay là Boulder. Vẫn đang nhắm TQ, đang chọn con mồi. Ngay lập tức có kỹ năng để dùng. Yoshino đang là người tìm người và anh ta thành công được việc hỗ trợ cho Boulder. Còn lại Rattata đã tóc biến để bỏ chạy. Yoshino bế rất hay ở trong pha đó. Và ngay lập tức Boulder này cũng đang có một phong thái rất tự tin để bắn thẳng vào đối phương. Một pha phản công và bây giờ thậm chí là còn quyền lực thiên nhiên nên là bên phía MB bắt buộc phải bỏ về. Pha thi đấu đó là một pha thi đấu mà bên phía MB muốn chơi đội hình Wombo Combo của mình với pha băng vào TQ. Tạo tiền đề để cho Beast Fortune. Blaykun đúng kìa, rất cool đến từ Blaykun. Blaykun đang đứng hỗ trợ và Yoshino muốn hất ngược về để bế đối phương ra. Rồi sau đó ui bế thật đây, đã bế được và Raizo bị kẹt lại. Raizo ăn trọn cú thanh trừng và tay lập tức nằm xuống. Blaykun dứt điểm được bởi một pha múa cực kỳ hay đến từ Yoshino. Lại một lần nữa Raizo từ đằng sau sẵn sàng cho những cú đá của mình. Nhưng kỳ này liệu anh ta ghi bàn đây không? Đây đã thấy Boulder. Boulder đang được hỗ trợ và nhảy vào rất nhiều kỹ năng dồn mọi người. Nhưng Boulder vào này rất là tài ngược lại rất ta mất tương đối nhiều máu. Có như túi Milio hỗ trợ. Và vừa rồi Boulder đã chỉ làm chậm mà thôi. Raizo đang phải bỏ chạy. Yoshino lướt vào và hạ gục đối phương. Bảo đạn được bật lên. Yoshino tốc biến thoát khỏi cú bảo đạn đó. TQ nhảy vào nhưng không phải hỗ trợ sát thương cho anh ta cả. Và ngay lập tức là Queen mất tóc biến. Boulder vào đây gây sát thương. Hãy nhìn kìa, sai mất quá nhiều máu. Nogo tìm hình địa chỉ để hạ gục. Anh ta hạ gục được Blaykun. Nhưng anh ta kẹt bên trong 4-5 thành viên của đối phương và ta cũng đã phải đi bùi theo đồng đội của mình. TQ và Phúc Một hai người không có đam đang phải lùi. Và tỷ lệ rất cao là cái trụ thứ hai của mình ở giữa sẽ bị mất đi. Đang là 2-2 nhưng mà Style đang rất cố gắng đánh lính để có thể hồi phục lại. Và các bạn có thể thấy được là Boulder và Sora không tấn công nữa. Đó là một pha thi đấu mà Boulder người ta xử lý rất tốt. Anh cứ có trụ một, Boulder tự tin bước lên bắn mà chả sợ cái gì cả. Anh ta đang làm điều đó đây là lần thứ tư, lần thứ năm gì rồi đấy. Nó khiến cho bên phía của Tiglas đang lúc nào cũng vậy. Có một cái vịnh vào, một cụ trột, một cái cột trụ đủ chắc. Cụ trột đúng không anh? Một là băng quăng ra, Boulder có thể là một tiêu đang được chọn. Nhưng tức là ta quay về được thành công. Bây giờ người đang bị kẹt lại là Phúc một ăn tròn thanh trừng. Và anh ta đang phải lùi ra. TQ nhảy vào hất tung lên, nhưng ai hỗ trợ đem bảo đạn được bật như nó quá vô nghĩa. Và TQ là người bị dứt điểm. Còn ngược lại T-Flash, hướng tới Comeron. T-Flash giữ chiều rất hay, họ chỉ cần chờ Rakan bay vào thì cái sóng cổ học của Rakta cũng như là những tình huống gọi là khô máu của Yoshino giữ được Rakan ở trong đội hình của bên phía T-Flash và dồn sát thương luôn. TQ nằm xuống thì bên phía của MB gần như là không thể mở được nữa rồi. Phúc một, Bola băng không còn. Phúc một cứ vào đâu được không? Blaykun lướt lên bắn, đau đớn. Ôi trời ơi, bị đẩy ra, Milio hay. Milio hay trong tình huống đó, tôi không biết cách tường nó đủ dài không, nhưng Milio đẩy một quả rất trí. Và bây giờ Raizo là người bị dứt điểm. Blaykun tìm sang cô gái cười heo. Phút 1 bị bắn, bị tấn công liên tục bắt phát bắt trúng hỗ trợ thêm đàm. Và Blaykun dứt điểm đến phường 15-9. Tới lượt Nogo. Nogo vừa phải ra ăn mình bãi sói để có thể thêm có thêm đồ. Quyền lực thiên nhiên được mở và sẽ chỉ là để lấy trụ mà thôi. TQ đã hất hai và có một cú một đường rất hay. TQ bị kẹt lại và TQ đã nằm xuống trước họng súng của Boulder. Thanh trừng được bật và ngay lập tức đẩy được cả đối phương về. Ngay lập tức thôi, nhà lính đã được phá hủy sau khi mà hạ gục được chọn đến từ bên phía của T-Flash. Họ đã sẵn sàng để end game, họ đã sẵn sàng để kết thúc ván thi đấu này. Wow. Một phát bắn của Boulder đẩy Nogo về với cái bệ đá cổ. 16-9, có thể là 17-9, 18-9 nếu như cần thiết. Chủ vệ nhà chính đầu tiên đang bị nhắm tới bởi Baron và bởi năm thành viên của phía T-Flash. Boulder nhắm mai là người đó bay nửa cây máu, một pha đeo bám vào người Phúc Mông. Phúc Mông tóc biến để có thể lướt về được. Phía cánh còn lại Razor vẫn đang nỗ lực để có thể phòng thủ. Nogo bị con lính nó bắn đau quá và ngay tất người được chọn đó là Yoshino. Nhưng đó là Milio R rất hay và Rakta đã bị hạ gục. Nhưng không sao, Blaykun đang làm lại tất cả mọi thứ. Anh ta dứt điểm được hai người, anh ta có thể dứt điểm được người thứ ba, nhưng không có còi thì kêu nhảy vào hỗ trợ thêm. Nhà lính sắp sửa nổ, nhà chính đã phải nổ và chiến thắng cho T-Flash 2-1 cho họ. Một chiến thắng rất quả cảm đến T-Flash khi mà họ bị dẫn trước ở ván thi đấu đầu tiên và ở ván thi đấu thứ hai và thứ ba, một đội hình không hề thay đổi. Đúng rồi. Và họ vẫn làm tốt từ giai đoạn đi đường, giai đoạn giao tranh ở giữa ván đấu và giai đoạn kết thúc với những khả năng đánh mục tiêu. Và cái con Maokai của Rakta tỏ ra hiệu quả hơn rất nhiều so với con Viego của anh ta ở trong ván đấu đầu tiên. Mở quyền lực thiên nhiên, lao vào, cover cho những xạ thủ của mình với sóng cổ học. Và Sora, một màn trình diễn cực kỳ tuyệt vời với con bài Milio. Và thậm chí là bởi vì đây mới là chiến thắng thứ hai thôi, Sora hơi quên đi việc là phải ra chào sân khấu.
mà công nhận đánh thắng xong một ván, xong một trận là cái là đội nào đánh cũng sáng hẳn. Chính xác. Team Well thì cũng cần bài tới, bây giờ tới được cái